Em say chào quý vị các bạn. Tình hình là rất tình hình quý vị ạ. Thật sự là VM Sai không cưỡng nổi một cái phôi nhiều thân quý nó như thế này. Lúc đầu VM Sai nhìn trên ảnh thì thật sự nghĩ nó bé thôi quý vị ạ. Nhưng mà khi về tới nơi nó to, không nghĩ là to đến như thế. Quý vị nhìn này, già thì khỏi bàn luôn, kinh khủng. Chính vì như vậy VM Sai muốn em Công nhượng lại cho VM Sai để nuôi. Và em Công đã để lại cho em Sai nuôi quý vị ạ. Cảm ơn em Công rất nhiều nhá. Chào tất cả. Cho làng các bạn tay đã, bạn Tùng đứng đây cầm hộ cho mình cái máy. Nó là một cái ngày gọi là có duyên hai anh em chúng tôi. Bạn đứng lùi chỗ góc kìa. Đấy. Cảm ơn em. Chúc anh trong cây tôn nhá. Nói chung là phải nói như này này, anh vẫn là rát. Nếu như tối qua anh mua của em luôn ở trên hình ảnh thì em chưa mang về thì nó đơn giản. Nhưng hôm nay thì em mang về rồi nó hơi khó hơn tí thôi. Anh phải cố gắng thì bây giờ là em ạ, mua vé ở trên mạng nó khác mua vé tại chỗ. Nó nhìn được rồi thì mình chấp nhận mà. Anh chấp nhận. Thực ra phải nói đây nó là một cây quý rất đẹp. Chúc mừng anh nhá, sở hữu. Cảm ơn em. Cố gắng chăm tốt. Một cốt 5 thân quý vị ạ. Khen quá thì nó cũng không tốt, tại vì là thực ra mới là cái phôi thôi. Nhưng mà nhìn cái phôi mà có nhiều cái điểm cút giật như này này quý vị này. Đấy, là người ta đã tư duy từ lúc bắt đầu là cắt hạ cách đây vài năm rồi. Với có những cái đường truyền như này, đúng không em Công? Con này nó đang bị thiệt mất cái màu da. Chỉ trên thân nó rất nhiều rôm này, mắt mầm chi chít này, những điểm lưu thân rất nhiều. Đấy, đấy là những cái thân đầu ngọn đấy nhá. Đây những cái nu đây, VM Sai chia sẻ mấy cái nu trước và cái màu đấy. Da cho quý vị nhìn. Nó rất nhiều những cái nu ấy. Đây còn phần gốc. Thân đây, thân này quý vị này. Xuất phát của nó ui đây. Ui giời ơi, Công này. Thì nó đỏ rực mà. Quý vị thân đây quý vị nhá. Một cốt 5 thân, cút cổ còn nguyên và được nuôi cắt giật rồi quý vị ạ. Đấy, VM Sai chia sẻ. Đây một con hoành tuyệt vời không Công? Chốt 1, chốt 2, 3, 4 quả phúc. Tức là cái chốt này nó đã đầy đủ luôn này. Chốt 1, chốt 2, chốt 3, chốt 4 quả phúc quý vị ạ. Đã đủ luôn cho một tay hoành rồi. Thân trực này cũng thế, cũng có chốt đầy đủ. Nhẹ một tí đỡ phúc quay lại là xong. VM Sai chia sẻ chân bệ tí này. Quý vị nhìn này, cây rất khỏe. Đấy, cây rất là khỏe luôn. Nói chung là thực sự cảm xúc đây anh Thắng ạ. Có điều là nếu như mà hôm nay mà về mà anh không đặt vấn đề em từ tối qua, anh em mình đã bàn kèo thì chắc chắn là anh sẽ không mua được của em ngày hôm nay. Chắc chí. Bởi vì em trong quá trình em đi mua thì em vẫn muốn giữ lại cho mình một cái gì đấy ở vườn để em chăn nuôi. Để sau cái mùa tháng 8, tháng 9, tháng 10 em giật ra là em lại có đồ chơi anh ạ. Chắc chí luôn. Thực ra cú này làm rất nhanh, làm nhịp nữa là hòm hòm rồi anh ạ. Nó thiếu mỗi một cái tay này. Tay này quý vị này. Xin phép cho anh Khương nói vui một tí. Lại một cái phôi ngũ long du thiên thứ hai xuất hiện. Cái tay này sau nó khỏa cả cái khu này. Đúng rồi, nó to là bằng cổ tay thôi. Đây nó to mà cái này vất vả nhất. Nhưng mà khi mà nuôi thằng đấy thì thằng này nó thân chủ nó lại càng to. Đúng rồi. Đấy, nó phả ra như này thì nó đẹp luôn. Đẹp. Cô rất đang thiếu mất cái đoạn này. Khi nào cái chỗ này này, nó to bằng cái khu này. Đấy. Đấy. Thì cái thân này nó vỡ ra thì kinh khủng. Tuyệt vời luôn. Ở đây này, chân thân này này. Rôm riết rất nhiều. Quan trọng nhất Công ạ là mầm nó mọc đúng chỗ. Đấy. Cái khoảng cách tỷ lệ chia đôi ra cắt ở giữa. Một điểm rất đẹp cho cái mầm. Cảm ơn bác chủ đã nuôi được cái mầm này. Cũng phải mất gần năm. Gần năm. Khi nó ra thì cũng phải gần năm. Gần năm. Cốt đẹp quá, quan trọng cây rất khỏe. Đấy. Cây khỏe lắm rồi, như mạ luôn quý vị. Như dây điện cắt. Đẹp quá Công ạ. Công đứng mặt sau đây Công. Công đứng mặt sau nhìn thấy sướng này. Đấy, mình cứ chơi mặt sau trước thì mọi người ra đứng mặt trước còn giật mình. Em đang đứng bên này một tí này để lấy cái tỷ lệ. Đấy, quý vị nhìn nhá, một cốt. Xong em sang kia em giang tay ra xem nó rộng dài như thế nào. Giơ tay với thử trời cao thấp, xoạc cẳng đo thêm đất rộng dài. Hồ Sơ Đương bảo rồi mà. Ui giời ơi, tay em vẫn còn ngắn hơn em ạ. Nói chung là xong bóng cây này, cái chậu này cũng vừa. Ôi, rễ màu vàng bóng này em này. Xuống nhỉ. Rễ nó còn tôm nguyên mà nó còn chưa phình rễ. Đẹp em ạ. Đẹp nói chung là một lần nữa cảm ơn em rất nhiều đã nhượng cho anh. Vì lâu lắm rồi anh cũng không đi cùng với em để anh cũng ít ra vào. Thôi thì nó là duyên. Chính vì vậy hôm qua anh nói em bảo là em nói thật với anh là em định bán qua hình ảnh cho khách rồi. Khách cũng đồng ý chốt rồi. Thì cuối cùng em lại bảo thôi từ từ. Có khi nào Công ơi, cho anh nói vui tí. Anh sử dụng được tác phẩm may mắn này, anh lại nay may mắn lần nữa không Công? Vâng. Đây quý vị. Anh bảo em là lâu rồi. Anh không mua cái gì, anh không đi với em. Anh bận công việc thì
công chia sẻ anh một chút tác phẩm may mắn này nữa. Thưa quý vị các bạn, đây là tác phẩm may mắn Vietnam Size cũng mấy từ hôm qua, mà hôm nay lại được đà để bén duyên lại bắt luôn ngân phô nhiều thân kia nữa. Có duyên này ạ. Có duyên thật sự đấy. Thật ra cây này anh đặt tên rồi. Là may mắn. May mắn. Thật ra đứng trước cái tác phẩm may mắn này thì em thấy cái đường nét làm rất tự nhiên này. Nó có cái nét cổ trong cây mà nó có cái nét, nét kỳ quái của cây. Sau khi đó nó tổng bóng nhìn rất hoàn mỹ. Đấy, mà người làm ra cây này thì giống như kiểu là rất nhân văn. Làm một tay tay địa thì xuống trực lên. Trông như đoạn này thích quá. Thích nhỉ. Có nét tự nhiên. Mà tay bông nhá, làm không theo theo như kiểu là anh em mình vẫn hay làm thế nọ thế kia đâu. Cái tay bông này làm rất tự nhiên. Làm phóng khoáng theo, nghĩa là nó ra đâu cũng được, không quan trọng. Nghĩa cho anh ví một tí được không? Là cái cút cổ này nó giống đoàn kết, tức là có nhiều cái cút ở lại nhỉ. Yeah. Toàn bộ nó rôm hết như này. Đấy, cái cút cổ còn lại quý vị ạ. Cái rễ nó còn phè đấy như này quý vị này. Toàn bộ cây này là như em nhìn thấy là toàn bộ là cút cổ hết. Từ cái tay hoành bên dưới này. Đây này. Từ tay hoành bên dưới này. Anh nhìn này, anh xoay từ trên. Đấy, tay hoành bên dưới đấy. Nó còn đan cái rễ nguyên. Đấy, xé ra đúng như cây đoàn kết của em đây. Sang tay này không già bằng thôi. Tay này tất nhiên thì tuổi không thể bằng. Không bằng thôi. Đấy, xong đến sang bên tay này cũng vậy. Dạ, còn nguyên. Toàn bộ là tay cổ còn nguyên. Đây, cái cục cổ vàng óng. Cái cây này thì đến như thế này em phải ngắm lại thì em lại phát hiện ra cây này. Cây này được uốn nắn từ bé, làm theo ý tưởng từ bé. Của các cụ làm chứ không phải là một cây chuyển dáng hay thế nọ kia, lỗi nọ lỗi kia. Anh nhìn nhá. Trên thân không có vết sẹo nào có tay. Lên đây phình hẳn ra. Đấy, trên đây nó phình hẳn ra. Không có cái vết gì cả. Đây là ý tưởng của các cụ mình ngày xưa làm rất nghịch đấy. Cụ này chắc không chơi bời nghịch. Mày là bảo cụ chơi bời, tức là cụ phiêu. Cụ rất phiêu quý vị ạ. Trong video thì mình cũng phải nên tấu hài một tí. Đúng rồi. Video xem nó mới sinh động hơn. Nói chung cảm ơn em Công đã chia sẻ cái cảm nhận như vậy. Quý vị ạ, quay lại cái phôi video sai vừa bắt được một chút đây. Đấy, đợi một chút tàu đi qua để sao sai sẽ cảm nhận. 24. Đi nhiều vậy hả em? Nay đi nhiều. Em tưởng chủ yếu là nghề quay đầu mà. Đứng đây quay công đứng giữa hai cây anh kìa. Đấy tốc dài. Đấy. Giang tay. Rồi, cảm ơn. quay lại cái phôi quý vị ạ. Thật sự là rất cảm xúc. Hôm nay là một ngày trời cũng đang mưa râm râm, hay gọi là mưa phùn đấy quý vị. Vietnam Size được đón nhận một cái cút 5 thân mà cắt giật rất là nhiều. Nó thật sự là già hay không già thì nó hiện trên màn hình quý vị nhìn rồi. Khen nhiều quá quý vị lại bảo mua về lại chém. Nhưng thật sự là người ta bảo nói có sách mách có chứng. Truyền thông không thể nói sai được vì nó còn có hình ảnh, chứ không như viết báo quý vị ạ. Em nhìn cái tác phẩm này nó chưa thành cây đâu, cứ tạm gọi tác phẩm thì nó rất đẹp. Rồi. Nó rất ưng ý em. Hứa hẹn một tác phẩm quý sau này. Em mới xuống tiền, hy vọng là anh cố gắng giữ. Nhất trí. 1, 2 năm, 3 năm nó hò mò đấy thì nói thật với anh bán thì nó được có tấm không ngon. Nhất trí. Chứ bây giờ mình bán luôn ấy thì nó không được nhiều. Rồi. Còn hôm qua thì em bảo với anh giá khác nhưng hôm nay cây nó xuống thì nó phải giá khác. Nhất trí mà, không yên tâm. Bởi nói chung có thể là anh mua mà cũng thể anh không mua mà. Thì anh nói em là cho anh thôi, bây giờ đằng nào em cũng lấy về đúng không? Thì cho anh nhìn một phát nữa để anh quyết định. Thì thôi cái giá như em nói là giá chưa nhìn trực tiếp thì em cũng chưa nhìn. Giá chưa. Thì nó khác. Thì còn nếu anh về anh nhìn được rồi thì phải như này em mới bán rồi, không thì thôi. Nhất trí mà, không anh đồng ý. Cái đấy cái gì cũng vậy. Anh không phải chia sẻ như vậy. Anh em hỏi sau thông cảm nhé. Ui, giá chưa này. Cảm ơn Công. Công ơi, đây này, cái cốt của nó lộ nguyên hình khi trời mưa này quý này. Giả thật sự quý vị ạ. Không dám nói nữa nhưng mà nó giả lắm mít quý vị ạ. Đang đẩy nu toàn bộ thân. Ra con này về bố cục diễn nhanh thôi, không có anh. Trong cái diễn này đẹp chưa Công? Anh thích nhất cái đường rễ như này. Nó phè xong ra đây nó quặp móng rồng quý vị ạ. Một cái móng xuống quý vị nhìn này. Ui giời, yêu chưa? Thật sự Vietnam Size là bị mê mệt những cái đường rễ như này. Con này nuôi nó quặp xuống. Mầm thân nó phì ra nó kinh lắm. Đẹp quý vị. Toàn bộ đây mầm thân hết. Rất là đẹp. Anh chủ trước là anh nuôi không nuôi mầm thân. Anh chỉ để và anh bấm thôi. Đây này, những mầm thân tất cả khỏe hết, ok rồi. Dưới còn chân này ạ. Dưới còn móng đang ngủ. Dưới còn móng. Tuyệt vời. Thôi cũng không nói nhiều nữa. Cảm ơn Công rất nhiều nhá. Một lần nữa cảm ơn em. Chúc
Chúc anh trăm cười tôn nha. Ok, chúc em trên đường đi lại gặp được nhiều đồ quý nữa, okay. Để cho mọi người cùng sở hữu. Cảm ơn quý vị quan rất nhiều nha. Website xin dừng ở đây. Xin cảm ơn mọi người nha.